Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe đạp Tam Đức. Hôm trước thì mình có lên cái chủ đề đó là khung sườn carbon hay là khung sườn nhôm, thì đã thu hút được rất nhiều những tương tác đến từ người xem. Vậy thì ngày hôm nay thì Duyên sẽ tiếp tục làm một cái video để mang đến cho mọi người hai mẫu xe tiếp tục để mọi người có thể so sánh và lựa chọn nhân dịp có một cái mẫu xe mới về với cửa hàng Tam Đức nha. Còn bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến với video ngay sau đây. Vâng, như Duyên đã giới thiệu ở đầu video clip thì thật sự cái chủ đề mà khiến cho mọi người rất là hứng thú, rất là hào hứng khi mà trò chuyện và tương tác đó chính là về việc lựa chọn khung sườn carbon hay là khung sườn nhôm. Bởi lẽ hai mẫu xe nó có giá trị gần như là tương đương nhau, vậy thì cái quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về với lại những người chơi xe đạp. Như bữa trước thì Duyên cũng đã làm video clip rồi, thì Duyên giới thiệu về mẫu xe đó là Line RS550. Thì ngày hôm nay Duyên một lần nữa mượn mẫu xe này và đang để bên tay phải Duyên đây. Duyên xin phép được nhắc lại một chút xíu về cái cấu hình của mẫu xe này và tại sao Duyên để nó ở đây nha. Thì đây là một chiếc xe có bộ truyền động sử dụng của Shimano Tiara 2 đĩa và 10 líp. Bên cạnh đó thì xe này là khung nhôm 6061 bền chắc và thiết kế khá đẹp mắt. Về cái mẫu Line RS550 này á, thì cũng là một mẫu xe vừa mới về với cửa hàng của xe đạp Tâm Đức và bán khá là chạy trong thời gian qua. Thì nếu như khung sườn nhôm mà một chiếc xe đạp road chạy tốc độ cao thì ngoài chiếc Line RS550 thì còn có chiếc là Chevo Yama. Thật sự khung sườn nhôm hiện tại đang là một xu hướng của người chơi xe đạp ở tại Việt Nam nha mọi người, vì nó là một cái chất liệu nhẹ, bền và khá là chắc chắn. Và thật sự thì cái mẫu Line này á luôn mang đến cho chúng ta những cái màu sắc cực kỳ đặc trưng. Hôm bữa trước thì Duyên có làm cái màu xanh ngọc bích, còn ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy đây là cái màu xanh dương, nhưng mà được thiết kế cùng với màu đó chính là màu đỏ với cái chữ Line nổi bật, khá là nổi bật ở dọc khung sườn nè. Còn ở trên đây thì nó có màu đen. Ba màu sắc này nó là ba màu sắc cực kỳ hài hòa, phối hợp với nhau rất là bắt mắt. Và mọi người có thể thấy không ạ, cái dây nó đi âm sườn và ghi đông bô tan thiết kế cực kỳ gọn gàng đó. Cái đặc điểm nổi bật nhất của chiếc xe này đó là bộ truyền động của Shimano Tiara hồi nãy Duyên đã giới thiệu rồi. Thì Shimano là một cái bộ truyền động đã được khẳng định từ rất lâu rồi, và khi mà nó đính lên cái chiếc xe Line RS550 này thì nó càng hỗ trợ thêm cho chiếc xe này trở nên tốc độ hơn, và quan trọng đó là có sự ổn định trong việc chuyển số sang clip nha mọi người. Rồi, Duyên sẽ tranh thủ quay cái chớn này một cái để cho mọi người tham khảo. Khá là nhẹ và êm. Đây là mẫu xe mà phải nói là đầm thấm, nhẹ nhàng. Và khi cần thì nó có thể hóa thành một con hổ dữ để có thể vồ lại với con mồi nha. Tốc độ khá cao, khá là tốt. Yên xe có lỗ thoát khí nha mọi người, cực kỳ êm ái. Đó, mẫu xe này, đó là một lần nữa Duyên xin nhắc lại, đó là Line RS550, một thương hiệu đến từ Đài Loan. Rồi, siêu phẩm nó nằm ở đây nha mọi người. Siêu phẩm ngày hôm nay nằm ở chiếc xe khung sườn carbon mới vừa về với cửa hàng Tâm Đức luôn, chỉ mới cách đây vài ngày thôi. Và cái mà đang mà đem lại cái sự nổi bật nhất chắc chắn đó là cái hệ màu của chiếc Twitter này, Twitter R12. Phải nói là nếu nhìn ở góc độ mọi người đang theo dõi qua video clip này á thì có thể màu nó hơi tối, nhưng thực tế quan sát bằng mắt thường và đem nó ra sáng thì chắc chắn mọi người sẽ ngỡ ngàng khi mà một chiếc xe tầm dưới 20 triệu mà cái màu sắc nó quá đẹp. Cái màu này là một trong những cái màu hot nhất tại cửa hàng xe đạp Tâm Đức, bán chạy nhất, và khách hàng gần như là về chiếc xe nào là khách lấy ngay chiếc xe đó. Và thậm chí là có nhiều khách đã đặt cọc trước và về hàng là chỉ đóng thùng và chuyển đi thôi. Thì đây là một trong những thiết kế mới của Twitter R12. Về bộ chuyển động á, thì của chiếc xe Twitter R12 này sử dụng bộ chuyển động của RetroSpec với 2 đĩa và 12 líp. Như vậy là khi cần thì chúng ta sẽ sử dụng được đến 24 giải tốc độ. Còn về cái độ chớn của bánh xe thì sao mọi người ạ? Quá đã luôn đúng không ạ? Phải nói là Twitter chưa bao giờ làm cho người chơi xe đạp phải cảm thấy thất vọng về cái cối nổ, về cái tốc độ của nó. Và chiếc Twitter R12 này có một cái đặc điểm mà nó nổi trội hơn so với cái chiếc Line RS550 này, đó chính là việc ở khung sườn vẫn là dây đi âm sườn nha mọi người. Dây đi âm sườn cực kỳ gọn gàng luôn, nhưng khung sườn của mẫu xe này nó không hề có mối hàn. Còn chiếc Line RS550 thì nó
mặc dù là nhìn một cách tổng thể mọi người sẽ không thấy, nhưng nếu quan sát kỹ thì mọi người sẽ thấy nó nằm ở đây, cái chỗ mà vị trí mà Duyên đang chỉ tay ở đây nè, thì nó sẽ có một cái mối hàn nằm ở vị trí này. Thì dù sao đi nữa, có một cái mối hàn thì nó cũng sẽ khiến cho cái xe của chúng ta nó không thật sự trọn vẹn 100%, nhưng 90% thì nó cũng là một mẫu xe quá đẹp mà, đúng không ạ? Rồi, quay trở lại với chiếc xe này thì ngoài cái chuyện đó là bộ truyền động của Retrospec 2 đĩa và 12 lít, thì mọi người có thể thấy là xe sẽ sử dụng lớp của Innova và có kích thước đó là 700x28C. Đó, yên thì nó có vẻ như theo Duyên cảm nhận bằng tay nha, nó không êm bằng chiếc Line RS 550, nhưng mọi người hoàn toàn có thể thay đổi bằng cách là chúng ta có thể chọn một cái yên khác, hoặc là có sử dụng thêm những bộ trang bị phụ trợ. Ở đây thì bên Tâm Đức cũng đã có những cái bọc yên giúp cho cái yên nó êm ái hơn. Còn về khung sườn thì Twitter đã khẳng định được rồi, và Duyên cũng không phải nhắc lại, ở mẫu xe này và kể cả mẫu xe này thì mọi người đều được trang bị thêm cái bàn đạp nha mọi người. Đó. Rồi, hai xe đều sử dụng là giò dĩa trục rỗng hết. Một cách tổng thể, và Duyên cũng xin mời mọi người sẽ một lần nữa quan sát lại hai mẫu xe. Bên tay trái Duyên đây đó là chiếc Twitter R12 cấu hình Retrospec, và bên tay phải đó là chiếc Line RS 550 sử dụng cấu hình của Shimano Tiara. À, và về giá thì Duyên cũng xin phép bật mí luôn, đó là 16.500.000 cho chiếc xe khung sườn carbon này và 14.600.000 cho chiếc khung sườn nhôm. Đó, chênh lệch không quá nhiều, và hai mẫu xe đều là những chiếc xe được thiết kế rất là đẹp mắt nè, hiệu suất tối đa và an toàn thì cũng tuyệt đối luôn. Hai chiếc xe đều sử dụng thắng để hết nha mọi người. Đó, tất cả những gì nổi bật nhất Duyên đã đều thể hiện trong video clip này rồi. Và một lần nữa Duyên chắc chắn rằng mọi người đang rất đắn đo khi theo dõi video clip này, đúng không ạ? Vậy thì lựa chọn của mọi người là như thế nào, thì chúng ta một lần nữa hãy comment ở phần bên dưới để Tâm Đức Cycle có thể tổng hợp và tiếp tục trao đổi cũng như là tương tác với mọi người trên nền tảng các mạng xã hội nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.